Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Em đang gửi tới mọi người một sản phẩm đó chính là dàn nóng điều hòa của Hyundai Chago 15 tấn, 24 tấn. Với cái dòng sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu tới anh em là dòng sản phẩm của công ty ST à, Hàn Quốc. Đây là một thương hiệu à, cũng khá là nổi tiếng à, tại thị trường trong nước cũng như quốc tế vì giá thành của nó thì cũng không quá mắc mà à, sản tổng, à, chất lượng của sản phẩm thì cũng được các kỹ sư của nhà máy cũng như người uh, sử dụng rất là tin dùng. Và cái uh, dòng sản phẩm ngày hôm nay nó sẽ có mã OEM là 992307M100. Dòng sản phẩm này thì uh, như chúng ta hay thường gọi là uh, anh em uh, thợ hay là như chúng em sẽ thường gọi là đời dàn nóng uh, Fin liền, bích liền, à, đời thân dài Vì sao lại nói thế? Bởi vì tổng cái chiều dài của nó từ chân sang chân Nó sẽ rơi vào là 77 Chiều ngang nó là 37 à, Lên đời này thì à, dòng phim Nó đã sử dụng là dòng phim lọc túi Cao cấp rồi anh em nhé à, Sản phẩm thì sẽ được sản xuất theo À, là nguyên vật liệu chính là hợp kim nhôm cao cấp thì à, vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm đó chính là già nóng của xe Hyundai Chaco Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp em xin chào